Kinh giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con, mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 15 tháng 3 năm 2022. Kính thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bật tăng, một số mặt hàng có mức tăng mạnh 400 đồng trên kg, thị trường giao dịch sôi động. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý bà con, sáng ngày 14 tháng 3 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời thuộc tập đoàn Lộc Trời đã ký kết tổ chức sản xuất 2 triệu tấn lúa với Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang nhằm đảm bảo cung ứng cho hợp đồng 2 triệu tấn lúa mà công ty cổ phần nông sản Lộc Trời đã ký kết với các đối tác vào ngày 9 tháng 2 năm 2022. Theo tập đoàn Lộc Trời, đây là một trong những đơn hàng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần giải quyết đầu ra cho cây lúa, giảm thiểu việc được mùa mất giá cho bà con nông dân. Các đơn hàng dạng này tạo thuận lợi cho việc tổ chức mùa vụ một cách chủ động, thông qua mô hình liên kết sản xuất bao lợi nhuận mà tập đoàn Lộc Trời hợp tác Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn cùng thực hiện tại huyện Thoại Sơn, An Giang. Dịp này, tập đoàn Lộc Trời cũng trao tặng 123 máy nông nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng cho nông dân, gồm 63 máy gặt đập liên hợp, 36 máy cày, 14 máy cộ lúa, 10 máy cuộn rơm. Số máy nông nghiệp này là phần đóng góp từ lợi nhuận của các đối tác có cùng định hướng phát triển bền vững với tập đoàn. Đồng lòng và hiệp lực đẩy mạnh việc cơ giới hóa đồng bộ các hoạt động canh tác mùa vụ trên quy mô lớn, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mang lại lợi ích lâu dài cho bà con nông dân. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời cho biết, Lộc Trời và các thành viên trong hệ sinh thái nông nghiệp của mình sẽ không ngừng nỗ lực liên kết với các hộ nông dân thông qua các hợp tác xã, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất lúa gạo quy mô lớn bằng cơ giới hóa đồng bộ. Trên cơ sở đó, Lộc Trời sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành, nâng chất lượng lúa gạo, đồng thời quy hoạch vùng trồng giúp lúa gạo Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các thị trường khác nhau. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, việc tập đoàn Lộc Trời ký kết với các liên hiệp HOB tác xã và các hợp tác xã nông nghiệp để tổ chức sản xuất 2 triệu tấn lúa đã góp phần quan trọng củng cố, nâng chất và đẩy mạnh liên kết sản xuất với tổ chức nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu và hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình canh tác hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu. Từ đó nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường tiêu thụ lúa gạo trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó có những thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu. Tuy vậy, để liên kết sản xuất nông nghiệp ngày càng bền vững, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở ban ngành tỉnh tích cực hỗ trợ tập đoàn Lộc Trời triển khai liên kết sản xuất lúa gạo, đảm bảo đạt kế hoạch liên kết sản xuất lúa gạo trong năm 2022. Thưa quý bà con, sáng nay tại An Giang, giá lúa hôm nay có sự điều chỉnh tăng mạnh ở nhiều mặt hàng lúa. Cụ thể, lúa IR504-04 tươi được điều chỉnh tăng 400 đồng trên kg, lên mức 5.500-5.800 đồng trên kg. Lúa Đài Thơm 8 giá 5.800-6.000 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Lúa OM5451 giá 5.700-5.800 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg. Lúa OM380 giá 5.500-5.600 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Với các loại lúa còn lại, giá duy trì ổn định so với hôm qua. Theo đó, giá lúa nếp vỏ tươi 5.400-5.500 đồng trên kg, nếp Long An tươi 5.300-5.500 đồng trên kg, OM18 giá 5.800-5.850 đồng trên kg, nàng hoa chính giá 5.800-5.900 đồng trên kg, IR504-04 khô 6.000 đồng trên kg, nàng nhen khô 11.500-12.000 đồng trên kg. Trong khi đó, giá gạo hôm nay chững ở mức cao. Hiện gạo nguyên liệu IR504 giá 8.300 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 ở mức 8.900-8.950 đồng trên kg, tấm IR504 giá 8.250 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg, cám khô giá 8.200 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg. Tại chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện nếp ruột 14.000-15.000 đồng trên kg, gạo thường 11.000-12.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000-19.000 đồng trên kg, gạo thơm jasmine 15.000-16.000 đồng trên kg, gạo hương lài 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg,
nàng hoa 17.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng trên kg, sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, thọ nhật 20.000 đồng trên kg, cắm 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Hôm nay lượng gạo nguyên liệu về nhiều hơn, các kho hỏi mua đều. Giá các mặt hàng lúa nhích nhẹ, một số mặt hàng có mức điều chỉnh mạnh. Phụ phẩm tấm, cám khô hút hàng, giá tiếp tục có xu hướng tăng. Thị trường giao dịch sôi động. Hiện toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 30% diện tích lúa đông xuân, trong đó chủ yếu là Đài Thơm 8 và OM18, lúa IR504 và OM5451 hăng hàng. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ. Theo đó, gạo 5% tấm hiện ở mức 408 đô trên tấn, tăng 5 đô trên tấn. Gạo 25% tấm 383 đô trên tấn, tăng 5 đô trên tấn. Gạo 100% tấm ổn định ở mức 338 đến 342 đô trên tấn và jasmine ở mức 508 đến 512 đô trên tấn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bảng giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.